cửa hàng độ đèn xe máy Son Anh. Xin chào các bạn nha. Trước mặt của các bạn đang xem đây là chiếc xe Satria FI 150 hoặc là dòng xe Raider các bạn. Đó, lắp đặt bên mình là một cặp đèn trợ sáng Kenzo X100V2 các bạn nha. Đó, rất là gọn gàng luôn. Đây là bát lắp inox 304 các bạn. Đó, bát lắp inox 304 rất là cứng cáp, không xét nha các bạn nha. Công tắc cũng là Kenzo luôn các bạn nha. Đó, lắp rất là gọn gàng luôn ở dưới đầu ti phục nè các bạn. Đó, giống như những các dòng xe mà giống như Winner X hoặc là Ad hoặc là Winner thường. Đó, rất là gọn gàng luôn ha. Vị trí này rất là gọn gàng luôn. Các bạn nhìn sơ thì không có thấy được lộ liễu giống như những cây đèn trợ sáng như là bốn X nó thô ở bên ngoài các bạn. Còn cây đèn này lắp vị trí này thì không có bị cấn luôn các bạn. Ok, Maxin Manual, khi nhúng cục nhúng cũng không có bị cấn nha các bạn nha. Rồi, chế độ Maxin ban ngày đó các bạn. Rồi ok, mở code mình luôn, chế độ sáng code này. Không gây chói mắt người đi ngược lại ha. Rất là lịch sự luôn các bạn nha. Đó, rất là lịch sự luôn á. Rồi bộ này nó có hai màu các bạn, có trắng và pha vàng các bạn. Khi các bạn mở chế độ code, chế độ sáng lịch sự thì không gây chói mắt người đi ngược lại, rất là tinh tế luôn ha. Độ sáng có thể gấp 10 lần đèn zin luôn các bạn ơi. Sáng một đôi này có thể sáng gấp 10 lần đèn zin luôn ha. Đèn zin không có so sánh được. Đèn zin nó rất là tối luôn các bạn. Các bạn đi ban đêm á ảnh hưởng lắm, đi không có chạy nhanh được. Rồi ok, tắt đèn lên luôn. Đó, không có chạy nhanh được ha. Các bạn làm thêm đôi này thì rất là ok luôn. Đó. Rồi. Maxin rồi mà luôn, Maxin rồi. Rồi ok, quá đỉnh luôn các bạn. Maxin ra màu vàng đó, phá xương các bạn. Rồi có bạn nào làm xin liên hệ shop mình nha, địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn. Số điện thoại là 0346669686 nha. Số điện thoại đây mình có kết nối Zalo, các bạn là có nhu cầu tìm hiểu thêm thì inbox Zalo với mình luôn nhé. Rồi bây giờ mình quay lại phía sau cho các bạn xem nè. Rồi. Đây là cái công tắc Maxin. Các bác xin nè các bạn, khi các bạn muốn bác xin thì bạn nhấn vô đây nè. Anh nhấn như mình luôn, nhấn vô. Đó, thấy không? Đó, sáng khủng khiếp luôn các bạn. Đó, em đài máy lên, em mở cái độ code của đèn zin kìa. Code của đèn zin các bạn thấy không? Code đèn zin á. Rồi, mở code của trợ sáng. Đó, sáng hơn rất là nhiều luôn các bạn ơi. Rồi, ok, quá đỉnh luôn các bạn. Pha nè các bạn thấy không? Đó, pha nè. Pha màu vàng để phá xương nữa các bạn. Để cái hồi mình chỉnh cái đèn này xuống xíu, hai cây nó chưa có được đều ha. Đó, thấy không? Hai cây chưa được đều, để hồi mình chỉnh xuống. Cây bên trái chưa được đều nữa. Đó. Ok ha. Rồi, đây là cái bát inox 304 với lại cái công tắc của Kenzo của là inox. Không gây sét như bạn nha, rất là đẹp luôn. Này, cái bát này mình tắt vô cái này này, còn vị trí này nè. Cái bát này có thể bắt xin được luôn á, bắt xin những cái trợ sáng được luôn á. Rồi ok, mở đèn nha các bạn, nhấn giữ vô. Rồi